Hello, xin chào các bạn, tiếp tục quay trở lại cái chuyên mục làm đẹp xế yêu mỗi ngày cùng Mr. Xuân Hoàng. Vừa rồi Hoàng đã cho các bạn xem toàn bộ sơ bộ quá trình mình đang nhận một em morning sinh năm 2017. À, thì đây là của một bạn khách hàng nữ đến từ Vũng Tàu. À, thì bạn có chia sẻ với Hoàng là sau khi bạn mua em này xong thì công việc rất là thuận lợi. Và từ đó tới ngày hôm nay bạn đã có được 4 chiếc xe rồi nè các bạn. Rất là nhiều xe, rất là nhiều công việc, rất là thành công. Và bây giờ bạn đang muốn làm lại em morning này độc, đẹp và lạ nhất có thể để các bạn cất làm kỷ niệm luôn. Thì bạn giao hết cái quyền thiết kế cho bên mình. Thì như vừa rồi là Hoàng đã cho thiết kế toàn bộ màu ngoại thất và nội thất gửi cho bạn lựa. Thì bạn chọn cái mã bên ngoài là một màu hồng cánh sen metallic, một cái màu có thể nói là cũng là màu hồng nhưng nó rất là đặc biệt nha, nó rất là nhiều cái ánh metallic ngoài đường. Chắc chắn đi ngoài đường thì cái màu hồng này gần như là khác biệt với tất cả các màu hồng còn lại. Và bây giờ cái công đoạn sơn nó đã thực hoàn thiện xong, bây giờ chúng ta sẽ tới những cái công đoạn tiếp theo. Các bạn cùng với Hoàng coi thử coi là Hoàng, bên Hoàng làm em morning này có vừa lòng bạn nữ khách hàng này không nha. Bắt đầu. Hiện giờ là các em đang tiến hành vệ sinh lại tất cả các chi tiết bên trong trước khi mà chúng ta lắp ráp lại. Cái này là công việc bắt buộc khi mà sơn đổi màu một chiếc xe. Thì trước khi lắp ráp thì chúng ta bắt buộc phải vệ sinh lại gần như tất cả các chi tiết, đưa về tất cả những cái chi tiết bên trong mới nhất có thể. Cho các em tiến hành ráp phần nội thất lên. Thì trong phần nội thất này chúng ta sẽ có ba cái nâng cấp. Cái nâng cấp đầu tiên đó là chúng ta thay đổi lại hoàn toàn bộ cái phần màu sắc của nội thất. Phần da bên trong thì Hoàng sử dụng da Nappa cao cấp ha. Phối màu như thế nào thì các bạn đã thấy rồi. Tiếp theo là Hoàng sẽ nâng cấp một hệ thống âm thanh. Chắc chắn hệ thống âm thanh này sẽ làm vừa lòng những cái khách hàng khó tính nhất khi mà ngồi trên em morning này. Thì phần nội thất thì là
Riêng em Morning này Hoàng đã cho anh em dán thêm những lớp cách âm cơ bản toàn bộ phần sàn xe và bốn cửa. Việc cách âm này không phải để giảm tiếng ồn mà việc cách âm này giúp cho xe nghe nhạc sẽ hay hơn các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành ráp nội thất nha. Để mà đáp ứng cái yêu cầu gọi là full option cho một chiếc xe Morning, làm sao mà trở nên đặc biệt và hiện đại nhất, thì Hoàng đã cho custom lại cái tappy cửa. Đây là phần thô, có nghĩa là mình sử dụng cái tappy zin mà chúng ta độ lại. Một phần khi mà nâng cấp như thế này thì là Hoàng sẽ set up được một cái hệ thống loa xịn sò hơn cái phần tappy, cũng như là tạo một cái sự ấn tượng đặc biệt khi mà mở cái cửa ra thì phải có một cái gì đó nó ấn tượng. Các bạn đợi xem thành phẩm nha. Ngoài ra thì cái phần cột A Hoàng cũng cho anh em làm lại để có thể gắn được một cái hệ thống loa ở đây, hệ thống loa 3-way tạo một cái âm thanh vòm cho xe bắt mắt và hiện đại hơn. Đây, đây Hoàng sẽ nhá hàng thêm cái phần nội thất của em nói cho các bạn coi ha. Thì như thông thường một chiếc xe hạng chung hoặc là cỡ nhỏ thì chúng ta bọc da thường hoặc là da công nghiệp là rất là ok rồi, nhưng thì chủ xe chọn lại da cao cấp nhất bên Hoàng, đó là da Nappa của hãng Le Mans của Ý ha. Thì chắc chắn rồi, cái phần da Nappa nó sẽ mịn hơn và cái màu nó sẽ rất là khác biệt so với những cái loại da thường và da công nghiệp. Đây, phần option đây. Phía sau Hoàng có làm thêm cho em nó một cái tủ lạnh. Xe này hơi bị nhiều đồ luôn. Và hệ thống loa đây. Hoàng sử dụng loa là GL Audio. GL Audio. Rồi, chúng ta tiếp tục ráp phần nội thất hoàn chỉnh. Thank you.
Rồi, cho lên danh trước nè. Đây à, đầu tiên là cảm ơn em đã tin tưởng bên anh, lựa chọn bên anh để làm cái dịch vụ. Bây giờ trước khi mình bàn giao xe, anh hai anh em mình nói chuyện chơi chút đi. Giống như đây là hôm hôm em có giao cho anh cái xe, em có nói đây là một cái kỷ niệm nó rất là đặc biệt với em. Có thể chia sẻ với anh một chút xíu không? Thưa anh Hoàng, nói chung em cũng không có giỏi anh nói gì, nhưng mà cái chiếc xe này là chiếc xe hầu như là chiếc xe đầu đời của em. Thì trong lúc em còn sống, trong em còn sống thì bảo là thôi đi đâu xa thì có anh chở rồi, còn này chiếc xe này thì mua với mục đích là chỉ là chở đưa đón con đi học thôi. Rồi. Vậy là đưa người ta đi xem đất á, đi lên quấn là nó dễ luôn đất á, đại khái như vậy. Nhưng mà sau một thời gian đi chiếc này thì nó cho em rất là nhiều lọc lá và mua được chiếc xe lọc đó. Dạ, đúng rồi, mua thêm 5 chiếc nữa. Thế là em quyết định là cái gì mà đầu tiên thì mình sẽ ưu ái một xíu. Có nghĩa là hôm bữa em có chia sẻ với anh á, em cũng định đổi một chiếc khác, nhưng mà thôi em quyết định là em sẽ sử dụng cái số tiền đó để em nâng cấp cho nó. Dạ đúng rồi. Nếu mà trong em còn sống thì em sẽ nhờ anh Hoàng mua chiếc máy bét thôi. Trong em bét rồi nên là em nói thôi, bây giờ mình ưu ái cho chiếc đầu tiên. Ok, coi như là tại vì em cho anh toàn quyền thoải mái. Thành ra là tại vì nếu mà chiếc xin rồi á thì không cần thay đồ cái gì. Đúng mà rồi. Bây giờ một chiếc bình thường mà mình đồ lên thì nó mới có chuột gì đó là rồi mình... Ok, thành ra bây giờ anh xin giới thiệu với em, có lẽ là đây là một trong những chiếc Morning mà anh nghĩ là rất là nhiều trang bị. Một trong những chiếc Morning nhiều trang bị nhất tại Việt Nam mình luôn. Anh khẳng định luôn ngay tại phút này. Rất là chịu chơi, rất là nhiều option. Bây giờ anh mời em cùng coi thử coi là nó có những cái trang bị đặc biệt gì nha. Rồi 2, 3. Đấy. Đẹp quá anh. Đầu tiên đi, đầu tiên anh sẽ nói cho em nghe từ từ đi. Đầu tiên là màu sơn. Màu sơn này có tên là màu hồng candy. Cái màu candy nó khác hẳn tất cả những cái màu sơn còn lại. Nó khó sơn hơn rất là nhiều. Và nó rất là nhiều lớp. Cái ưu điểm của nó thì cái độ bóng tuyệt vời luôn. Và nó có thể thay đổi cái màu sắc nhiều cái góc độ. Đó. Nhưng cái khuyết điểm của nó là mỗi lần mà nó chày á là mình phải sơn lại hết luôn. Chứ mình không có dặm vá nó được. Nhưng mà không lo ha, trong quá trình đó là anh sẽ lo cho em. Rồi. Em để ý cái phần đôi mắt cửa sổ tâm hồn đó, anh có làm thêm cho em một chút xíu nhấn nhá. Em có thấy nó khác ban đầu không? Khác. Rồi, bây giờ mình ra phía sau nè. Mình ra phía sau. Xe này thì anh sử dụng cho em, bên ngoài thì mình có hai tông, đen và hồng thôi. Đây, cái đèn phía sau. Đẹp quá. Cái đèn phía sau anh cũng chơi tông hơi tím một tí. Nhưng mà khi em thắng thì nó vẫn lên màu đỏ. Đèn này thì anh cho mấy em làm thủ công design riêng cho em. Chứ không phải mình mua mình lắp vào. Thành ra là đây là một, tại giờ là đó là thuộc dạng là độc nhất vô nhị rồi. Đó. Bên ngoài thì anh chỉ sử dụng toàn bộ là hai tông thôi. Đen và hồng. Đó, vàng mâm. Hôm bữa em có nói anh là cho cái size lớn hơn, nhưng mà anh nghĩ mình xài size này được rồi. Vì cái xe nhỏ em đi nó cũng cần sự êm ái. Thành ra anh đổi cái mẫu, nhưng cái mẫu này nhìn nó sẽ to hơn cái mẫu của em. Rồi sao? Thấy bên ngoài sao nè? Màu đẹp quá. Nhưng nói chung là quyết định tin tưởng giao cho anh Hoan là nói chung là em cũng tìm hiểu á. Ngày nào cũng vào cây YouTube của em. Nói chung cây thì không phải là cây nhiều như người ta, nhưng mà xem một hai lần là ồ đây là địa điểm mình đang tin tưởng em, mình giao. Cảm ơn em. Giao khó cho sĩ yếu của mình. Và em quyết định là nhắn tin cho anh liền đó. Cảm ơn em. Rồi bây giờ tới phần đặc biệt. Bây giờ anh sẽ cho em coi phần nội thất. Bây giờ anh sẽ mở cửa ra nha. Đầu tiên là em nhìn cánh cửa đi. Anh không biết em còn nhớ chiếc xe cũ của em không? Không. Ok, rồi. 2, 3, đây. Đẹp vậy. Màu này đẹp quá. Đó, em nhìn cánh cửa này đi. Nó không còn là cánh cửa cũ của em nữa.
anh đã cho làm lại luôn và anh mọc da hết luôn. Em ơi, nay chắc em nói nhỏ chắc nay về bỏ mấy chuyện xìa xìm về toàn đi chuyện này quá. Anh có thể nói ngay tại thời điểm này về cái chất lượng da anh sử dụng, về cái cấu hình âm thanh anh đang bỏ trên cái xe này. Dạ. Nhiều chiếc xe sang nghe xong phải thèm nha. Dạ. Chắc chắn với em luôn, lát anh sẽ mở cho em nghe thử. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta coi khoang đặc biệt phía sau. Đây. Đây. Anh có làm cho em là hai chiếc bàn. Anh đang im nhưng mà nó làm như kiểu tivi đó. Anh có để sẵn tivi. Dạ. À, trong trường hợp em thích thì mình lắp vô có 5-10 phút thôi. Dạ, dạ. À, tại vì anh thấy cái tivi hiện tại nó đang hơi dư. Dạ. Ừ, anh có để hai cái bàn. Trên bàn thì anh có sạc không dây nha. Dạ. Đây. Trên bàn có sạc không dây luôn. Dạ. Đó, mỗi bàn đều có sạc không dây. Hôm bữa em đang tính nhắc em ngày nay này. À. Nhưng mà em nói là sợ em quên em. Không có quên, ở giữa thì chúng ta có cái tủ lạnh luôn. Dạ. Đây. Tủ lạnh. Tha hồ bỏ nước. Dạ. Ở đằng sau đó có thêm cái sạc không dây nữa, tổng cộng phía sau là có 3 cái sạc không dây. Dạ. Hay cái sạc USB. Anh mời em nhìn thử cái bầu trời sao có đẹp không? Đẹp. Cái khoang này, cái khoang phía sau mà có tủ lạnh, có bệ tì tây, có bàn là chắc chắn là nhiều chiếc xe sang là phải thèm rồi. Dạ. À, rồi bây giờ anh sẽ cho em coi cái đặc biệt nữa là cái chìa khóa. Đây. Đây, chìa khóa mới của em đây. Một chiếc chìa khóa cảm ứng có màn hình luôn. Dạ. Mỗi lần em bật màn hình lên đây. Đó, em mở khóa đây, em khóa lại đây. Em vuốt qua nó có nhiều chức năng ở đây. Đây, cái chìa khóa anh gửi cho em. Dạ. Này chìa em thích rồi phải không? Dạ, đúng rồi. Bây giờ ha, thì xe em á, anh có làm lại cho em gọi là cách âm toàn bộ xe luôn. Dạ. Chắc chắn bây giờ khi em ngồi trong xe em nghe nhạc và em chạy thử, nó sẽ có một cái độ cách âm tuyệt đối luôn. Dạ. Đảm bảo cho em luôn. Bây giờ mời em lên nghe nhạc thử nha. Bây giờ dạ, trước tiên là anh mở cửa ra mình đánh thử trước đi, rồi em đóng cửa lại em nghe. Màn hình là anh thay cho em luôn rồi. Dạ. Có camera 360, có việc map line, có đầy đủ. Dạ. Hết. Loa thì anh bố trí đều hết loa luôn. Em vô xe nó còn hay nữa. Em vô xe thử đi. Đóng cửa lại thật. Anh nói mà chắc chắn luôn á, anh không biết mấy cái xe ở nhà em là xe gì mà anh đảm bảo 4 cái xe đó nghe không hay một xe này đâu. Chắc chắn, tại vì bên anh em nó căn chỉnh cho em cái này rất là kỹ. Ừ. Từ mà nghe nhạc bolero cho tới nhạc dance hay bất kỳ dòng nhạc nào em nghe cũng sẽ đảm bảo feeling luôn. Nhưng mà có một cái mà anh chắc chắn là khi em chạy thử á, nó sẽ êm hơn lúc ban đầu của em rất là nhiều lần. Và trong cái gói này, toàn bộ xe này thì anh có mở lên, anh vệ sinh từng con ốc một cho em luôn. Vệ sinh từng con ốc cho em luôn. Bên dưới gầm luôn á. À, nếu mà nâng gầm lên em sẽ thấy. Em coi lại clip em sẽ thấy. Anh thích cái đèn này đúng không? Dạ. À. Rồi sao, ý kiến em sao nè? Trên 100 điểm. Có cái phần nào chưa cần làm thêm không? À, là bây giờ là em sẽ muốn thêm. Thêm hai cái tivi. Thêm hai tivi. Rồi. Thằng nhóc bảo mẹ nói chú Hoan gắn thêm hai cái tivi. Rồi, coi như là ngồi sau ha. Có thể làm bài, làm học bài được luôn. Coi tivi online được luôn. Tủ lạnh mở nước ra uống giải trí được luôn. Màu nội thất ok em ha. Dạ. Những cái xe dòng này thì là họ sử dụng nhựa nhiều. Dạ. Anh bọc hết da cho em luôn. Và thậm chí cái dòng da mình đang sử dụng đây nè, dòng da này là Napa của Ý. Dạ. Nhưng mà anh lấy cái màu hồng này của cái dòng da mà dành riêng cho Rolls Royce. Dạ. Đẹp. Đẹp ha. Rồi bây giờ anh xin phép bàn giao lại em đó cho em nha. Dạ. Rồi cảm ơn dạ. em. Dạ. Rồi mọi người, Hoàng đã làm xong một chiếc Morning. Một chiếc xe có rất là nhiều giá trị kỷ niệm với bạn nữ khách hàng. Cũng may ha, mọi thứ bạn đều cảm thấy hài lòng. Và một lần nữa Hoàng cảm ơn các bạn thật nhiều khi đã đồng hành cùng Hoàng trong chiếc clip này. Nếu mà thấy hay và ý nghĩa thì đừng quên cho Hoàng một like và một share nha. Ai đang xem kênh của Hoàng mà chưa đăng ký kênh thì cho Hoàng một đăng ký. Bây giờ trước khi chúng ta chia tay nhau thì Hoàng mời các bạn xem lại chiếc clip
before và after nha. Bye bye, hẹn gặp lại.